thì đấy chứ đâu. Tôi không cầm tiền. Tiền vào tay lại không nhận. Thế tiền không là vé thì là cái gì? Bà quay lại mua vé ngay đi. Cái bà này. Tiền vào tay lại không nhận, đúng là điên. Đi quay lại mua vé đi. Đấy là vấn đề thu nhập. Anh mới về đây, chưa biết nên thế nào. Chả trách, khi được dúi tiền, người soát vé dễ dàng cho qua. Đã phải dúi tiền, tại sao họ không mua vé cho đàng hoàng nhỉ? Về phía khách, họ chỉ mất nửa tiền để mua vé. Còn về phía nhân viên soát vé, họ cũng được một ít tiền để đút túi, còn hơn cầm vé. Lợi cả đôi đường, chỉ có nhà nước là thiệt thôi. Như thế có nghĩa là không có cái gì ràng buộc nhân viên soát vé làm tròn chức trách và chống thất thu. Chính vì không có gì ràng buộc, cho nên họ chả dạy gì co kéo cho nó vất vả. Nếu như anh có một giải pháp nào đó, kiểm soát số lượng khách trung bình qua phà mỗi ngày, rồi từ đó tính ra tiền thu được từ vé, thì việc kiểm tra có thất thoát tiền vé hay không có khó đâu. Đồng thời, mỗi ngày người trực soát vé được bồi dưỡng thêm ngoài lương quy ước, vì đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể khiến họ hào hứng hơn. Vì tiền bồi dưỡng ấy là thu nhập đàng hoàng, công khai. Tại sao không thưởng trên doanh thu, vượt khoán cho bến phà nhỉ? ấy, đây mới chỉ là ý tưởng thôi. Nhà báo đừng ghi chép gì cả. Mà ý tưởng ấy cũng được gợi ý từ em, không phải của riêng anh đâu. Em tiện miệng nói ra thôi, tính làm gì? Ở vị trí của anh, mỗi ý kiến nói ra mới có giá trị chứ. Một cách nhìn mới, một phương thức làm ăn mới. Em nghĩ đưa lên công luận để có nhiều ý kiến góp ý thì hay hơn. Vậy thì khác nào đẽo cày giữa đường. Để anh. May quá, suýt thì lao xuống sông đấy. Đi phà đừng đứng gần lan can thế này. Em không hiểu, anh cần mấy chuyện đó để làm gì? Tao biết kiểu gì bà Hân cũng có điểm yếu, mà gái không chồng thì lại càng nhiều điểm yếu. Không chồng ý, mới bôn. May mà em còn nhanh miệng xin chiếc phong bì, chứ không ý, thì móm. Này, tôi cấm nhá. Đi với mụ Hân đừng có làm ẩu, rách chuyện ấy. Mụ ấy không lấy, thì mình lấy. Mà giờ cả ngành đều như vậy, có ai sống bằng đồng lương không? Nhưng mà mụ Hân khác. Thế thì mới cần mày khai thác điểm yếu chứ. Ai cũng ăn tiền cả nhưng mày thì còn nói chuyện làm gì? Em thấy mình như là gián điệp. Cũng gần giống vậy. Nghĩa là rất nguy hiểm nếu như bị phát hiện. Mày đừng có suy nghĩ tủn mủn như vậy. Xưa nay anh chưa để ai thiệt bao giờ, mà nhất là trong chuyện này. Anh không để thằng em thiệt đâu. Em cũng chỉ muốn có chút ít để lo việc cưới xin thôi mà. Giúp anh xong việc này, anh hứa việc xe cộ đưa đón dâu anh sẽ giúp chú mày. Nhất ông anh đấy. Em hỏi thật nhá, ông anh ý sát phạt mụ Hân hơi dữ, lý do gì thế? Thế mày nghĩ là vì lý do gì? Em chịu. Chuyện giai gái thì chắc là không. Vì mụ ấy khô như ngói, người như anh ý không mê nổi là cái chắc. Còn tranh chấp ghế này nọ thì cái chức phó tiểu ban hạng bét sếp đã cắt đi rồi. Mụ ấy giờ chỉ là phóng viên, chứ vương tướng gì mà anh phải mất công vùi dập cho mệt. Chú mày ấy, đúng là mắt chỉ để nhìn mũi thôi.
Nếu mà thằng anh mày lại yên vị chuyện chuyên môn như mụ ấy thì những thằng như chú mày liệu có chỗ dựa mà hy vọng không? Chúng tôi mời quý vị và các bạn đến thăm một trường đại học quốc gia chuyên đào tạo. Đã ăn rồi à? Sướng thật đấy. Và chuyển giao công nghệ cho ngành kinh tế biển Việt Nam. Chào con trai. Con chào cô. Con mời cô xây cơm. Cô mời con. Anh Thắng có biết không? Khi mà trường ra đời thì gặp rất nhiều khó khăn. Vì khi đó miền Bắc mới hoàn toàn giải phóng này. Cậu mà cũng xem thứ này à? Thì cũng phải xem để biết họ lố bịch như thế nào chứ. Lố bịch như tay vượng với cả ông Hinh chứ thế nào nữa. Thầy và trò nhà trường khi đó phải học nhờ này, học tạm này. Đi lấy tin giờ này mới về à? Không. Tới đi gặp một người bạn. Này, có tin vui đấy. Chào Quý, con ăn xong rồi tự đi học vẽ nhá. Vâng ạ. Con chào mẹ, chào chào cô. Chào con. Chúng mình đã có cách để tiếp tục loạt phóng sự ở Tân Quan. Cậu đừng nói là ông Hinh lại đổi ý nhá. Tới đâu có nhiều tiền như lũ tham ô để đập vào miệng lão. Vậy thì cách nào? Liệu có đẻ được lão ấy không đấy? Thừa sức. Này, sắp tới có liên hoan truyền hình toàn quốc. Cậu định gửi bài dự thi và để mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát của ông Hinh à? Chỉ có cậu là hiểu được tớ. Không nóng, không sốt. Vậy là cậu bị bệnh ảo rồi đấy. Nghe người ta nói hết đã nào. Cậu có nhớ anh Duy Thành ở báo Nhân Dân không? Ừ. Và là thầy tớ nữa. Ừ. Anh ấy lần này là ban giám khảo của thể loại phim phóng sự. Anh ấy nói chúng mình có thể gửi thẳng bài đến ban giám khảo theo thể loại tự do mà không cần qua đài. Thật á? Ừ. Tớ đã tìm hiểu kỹ thể lệ rồi. Còn khỉ, vậy mà cũng úp úp mở mở. Cậu biết tính tớ rồi đấy. Tớ rất ghét cảm giác bị thua cuộc. Ừ, tớ cũng vậy. Như vậy là hai người cùng chống lại mafia. Ăn đi. Dạ. Xin chào nhà báo. Dạ dạ, em chào chủ tịch ạ. Mời nhà báo vào nhà. Dạ, dạ. Ngồi đi, ngồi đi. Anh mặc em ạ. Dạ. Biết anh lâu nay mới được đến nhà chơi. Nhà anh sang trọng quá. Dạ vâng ạ. Cũng may cái thời buổi đổi mới tư duy, cán bộ xã như anh trước có gì là dấu biệt, giờ cứ việc xài. Dạ đúng rồi đấy ạ. Là cán bộ, anh có lo được cho mình thì anh mới lo được cho dân, phải không chú? Dạ vâng đúng rồi ạ. Ấy thế mà có những kẻ ghen ghét luôn bơi bẻo ra bọ. Xã hội như thế thì bao giờ mới phát triển được cơ chứ. Dạ vâng, em mời anh ạ. Nhưng mà có phải ai cũng thế đâu anh. Này, cũng may mà ông sếp của cậu sáng suốt. Nếu không thì từ hồi đó tới giờ ông Hiệu nằm im thiên thiết. Ông ấy là quan trọng lắm đấy anh ạ. Ừ. Bọn em viết rồi, quay rồi, thậm chí là dựng xong hết cả rồi. Nhưng mà ông không cho phát thì cũng đành phải chịu thôi, chứ biết làm thế nào được. Có thế mới phải nhờ đến chú chứ. Đợt tới xã chuyển đổi mục đích sử dụng lô đất nông nghiệp thành đất giãn dân. Chú có muốn một suất không? Dạ em á. Nhưng mà anh ơi, lương phóng viên quèn như bọn em thì lấy đâu ra tiền mà mua đất hả anh? Không có tiền nhưng có uy tín. Này,
Đợi em một chút. Chú viết một bài về sự đổi mới ở quê anh cho anh được rửa mặt. Cái đó thì anh khỏi phải lo đi. Nhưng mà em chỉ sợ là cô ta chưa chịu dừng thôi. Này, đi gì mà như ăn cướp thế à? Suýt làm hỏng thêm nhà tao rồi đấy. Thằng này á, tay lái hơi lụa đấy. Cái gì? Ông đừng có lo. Đây rồi. Chả ý tứ gì cả. Xin chào. Dạ vâng, chào anh ạ. Nhà báo xuống chơi hay có chuyện gì thế? Dạ. Vừa rồi thằng Hoạch nó mang tiền đến cho con nhà báo, lại còn gợi ý cả chuyện đổi trác nhưng nó không chịu. Giờ mày tính sao? Em nói thật với anh, em là em dị ứng với mấy tay nhà báo lắm. Cứ để họ xen vào rạch việc. Không phải việc của mày. Sao lại không? Ông anh mà chết ấy, thì em đây cũng chết. Với lại tiền ấy, em ném cả vào sới bạc nhà mụ Huyền rồi. Moi đâu ra mà trả? Ông anh ơi, thế thì thằng em mới ngồi đây để gỡ cho ông anh chứ. Việc quái gì mà phải tháo gỡ. Nó mà không chịu á, thì mình có luật của mình. Lại còn người đó à? Đi gọi thằng Hoạch về đây. Ông anh này. Vâng. Em xin ạ. Em còn nghe nói à tuyên bố có đầy đủ chứng cứ và thông tin bằng văn bản để sao sáo vấn đề này lên cơ. Mụ còn muốn làm rõ sự thất thoát của quỹ nhà nước. Ai chịu trách nhiệm thì thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn. Thế cơ anh ạ. Mẹ xin lỗi. Không sao, con ở lại chơi với em Thủy mà. Chào cô ạ. Về thôi con. Anh về à? Mẹ ơi, con em Thủy. Chắc là bố Thủy sắp tới rồi. Con chịu khó đợi một lát nhá. Mẹ cho em Thủy về cùng mình đi. Không được đâu, bố Thủy có biết nhà mình đâu. Mẹ nói với chú bảo vệ. Hay cô gửi cháu ở phòng bảo vệ nhá. Mẹ cho em Thủy về cùng mình đi. Hai đứa ở đây, mẹ ra nói chuyện với bác bảo vệ nhá. Cháu nhặt cùng cô nhé. Cô làm loáng là xong. Cháu vào chơi với anh Quý đi. Cháu không thích chơi trò con trai. Hay để cháu vo gạo cho cô nhá. Cháu còn bé lắm, chưa làm được đâu. Ở nhà cháu vẫn hay giúp bố nấu cơm mà. Thế này đúng chưa cô? Ừ. Mẹ Thủy bỏ đi lâu chưa? Cháu không biết vì lúc đó bố cháu chưa có dâu. Giờ bố cháu đã có dâu nhiều lắm rồi. Bây giờ nhà chỉ có một mình bố. Cháu phải ngoan nhá. Cháu ngoan nhưng bố cháu hư lắm. Thế bố hư như thế nào? Bố cứ uống rượu rồi lại mắng cháu. Thủy ngoan, sao bố lại mắng? Bố bảo mày giống hệt con mẹ mày. Cô ơi, cháu sẽ không bỏ bố Sơn như mẹ đâu. Cô sẽ bảo với bố không mắng cháu nữa nhá. Vâng ạ. Chào cô. À, về thôi con. Bố về rồi. Em làm phiền gia đình cô quá. Không có gì. Tôi xin lỗi vì đã nói tới chuyện riêng của anh. Nhưng chuyện của người lớn đừng để ảnh hưởng tới trẻ con mà tội. Chào cô đi con. Cháu chào cô ạ. Ừ. Cháu chào chú. Ừ. Chào cô. Chào anh.
Chị dừng lại cho em. Vâng, chị xem lại nhé. Vâng. Chị cắt bớt 2 giây. 2 giây đầu. Sau cái này đến cảnh cánh đồng vào luôn. Alo, phòng dựng xin nghe ạ. Chà Hân á, chị có đây. Vâng, rồi tôi sẽ nói lại. Vâng. Chị có khách đấy. Là ai vậy chị? Em không biết, họ đang đợi trong phòng bảo vệ. Chị giúp em chốt lại từ đầu đến chỗ này nhé. Được rồi. Anh Minh. Hân ngạc nhiên lắm có phải không? Có việc gì mà anh lại tới tận đây vậy? Thế là công dân không được đến đài truyền hình à? Ý em không phải là vậy. Tôi đùa chút thôi. Tôi muốn đón Hân đến cơ sở của tôi. Chiều nay tôi có cuộc họp gấp. Anh không báo trước, em không kịp làm lịch máy ạ. Không không, không cần đưa hình đâu. Tôi chỉ muốn là Hân đến để xem cách làm ăn mới của chúng tôi thôi mà. Hân không đi cũng không sao. Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng là Hân... Anh đợi tôi một lát. Cháu lấy cái kẹo. Ai chà chà, cháu này ăn diện quá nhỉ. Mới mua. Hình như xe của tay giám đốc công ty vận tải. Chắc chưa ạ? Chắc chứ sao không? Theo anh, họ sẽ đi đâu mà không có quay phim nhỉ? Quay phim. Tới cơ sở cơ mà. Anh xin lỗi, anh đã nói dối em. Nhưng anh muốn dành một bất ngờ cho em. Anh đang làm em khó xử đấy. Đã tới đây rồi, em vào nhé. Nào, uống đi nào. Uống đi. Mời em. Dọn xin giúp tôi ạ. Nhé. Gọi thêm gì nhá? Thôi, không phải gọi nữa. Mang đồ ăn ra cho tôi nhé. Dạ, vâng ạ. Nhân dịp gì đây? Chúng ta gặp lại nhau. Đó là một sự kiện đáng ăn mừng đấy. Vậy mà ngày ấy em cứ tưởng anh không thích phụ nữ đi theo. Chiến tranh mà, nó có những nguyên tắc riêng. Anh nhầm rồi. Phụ nữ đã đóng góp một phần công sức không nhỏ trong chiến tranh. Chúng ta đến đây đâu phải để tranh cãi về chiến tranh, hoặc tranh luận với nhau về nam nữ bình quyền, có phải không cô bé? Vậy thì còn gì để nói nữa đâu. Nào, mừng ngày gặp mặt. Em giận anh. Tại sao anh lại làm như vậy? Anh đã hiểu gì về em đâu. Đừng cho rằng tôi quá vội vàng. Tôi chỉ ân hận là ngày đó tôi đã đẩy Hân ra xa tôi thôi. Tôi rất mừng vì tôi đã tìm lại được em. Và mừng nữa vì em vẫn là người tự do. Có lẽ chúng ta có duyên với nhau có phải không em? Phải là vô duyên mới đúng.
đàn ông họ sợ em. Anh cũng từng cố ý xa cách với em mà. Sao giờ lại đổi ý thế? Không không, anh không đổi ý gì cả. Chỉ có điều là em không nhận ra rằng anh luôn hướng tới em ngay từ ngày đầu anh gặp em, và không thể quên được. Hân ạ, anh quý em thật lòng. Anh ấn tượng với em ngay từ cái nhìn đầu tiên trong buổi họp báo. Chắc chắn là như vậy rồi, vì tôi muốn được gặp Hân ở ngoài Bắc. Nhất định chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài Bắc. Ăn đi còn dọn. Mai là chủ nhật hả bố? Thì sao? Bố nói sẽ cho con đi tìm mẹ. Tao nói bao giờ? Hôm nọ bố nói với cô Hân. Mẹ mày tự đi thì tự biết đường về, không phải tìm. Mày đừng có sinh sự nữa. Con không ăn nữa. Mày đừng có sinh sự. Mày ngang như... Làm sao? Giống hệt cái con mẹ mày chứ gì. Sao anh không nói nốt đi? À, mẹ về rồi. Con gái, mẹ mua bánh kẹo cho con đây. Ra đây. Của con đây. Con có thích không? Cô còn vác cái mặt của cô về đây làm cái gì? Anh thấy đấy, con bé nó cần tôi. Cô im đi. Nếu mà cô nghĩ đến nó ấy, thì cô đã không theo cái thằng vốt cô kia rồi. Tôi thấy hai thứ đó chẳng liên quan gì đến nhau cả. À, mà có một chút. Tôi theo người ta để lấy tiền nuôi con tôi. Chứ trông chờ vào anh á, thì có mà chết đói à. Cô dám. Bố. Anh giỏi thì anh đánh đi. Tôi biết là anh không dám mà. Kìa bố. Anh không mua được cho con thì anh đừng có phí tán như thế chứ. Tôi không muốn cho con tôi ăn những thứ bẩn thỉu ấy. Bẩn à? Còn đây là đồ sạch của anh sao? Cô đi được thì cô đi luôn đi. Cô đừng quấy rầy vào cuộc sống bố con tôi nữa. Anh tưởng tôi thiết lắm mà. Nếu không vì con Thủy nha, thì tôi không thể bước chân vào cái nhà này nữa đâu. Chào cô ạ. Chào anh. Cháu nó ngủ được một lát rồi. Tôi định qua báo để anh biết, nhưng sực nhớ là không biết nhà anh ở đâu. Xin lỗi cô, cháu nó cứ làm phiền gia đình thế này thì... Không sao đâu, anh vào nhà đi. Anh nhà đã ngủ chưa? Nếu anh đã hỏi vậy thì đứng đây đợi tôi.
Cháu nó buồn ngủ lắm rồi. Thủy, dậy bố đưa về. Cô cho tôi gửi cái xe ở đây, sáng mai tôi lấy ạ. Nhà anh ở đâu? Tôi ở tập thể nhà máy điện. Cảm ơn cô ạ. Chào cô ạ. Thể cõng con bé về tới đó. Tôi không sao đâu. Cô về đi, không anh nhà lại lo. Anh lên xe đi. Ai lại làm thế? Tôi sẽ đi bộ cùng anh. Tôi nghe thấy Thủy nói mẹ nó về. Xin lỗi anh, tôi chỉ thấy tội nghiệp con bé thôi. Cô bế cháu hộ tôi để tôi đèo cho. Chiều nay sau cuộc họp, giám đốc muốn gặp anh. Được rồi, cảm ơn em nhé. Chào các anh với chị ạ. Chào chị ạ. Chào mọi người. Chị Hân. Không tìm thấy cơ sở ruột phải không? Tôi thấy chị rất thích gây ấn tượng với cơ sở thì phải. Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình. Nếu vậy thì thằng em này thực sự bái phục chị. Có gì cậu nói toẹt ra đi. Không có gì. Nhưng mà thiên hạ đang xôn xao về việc giám đốc công ty vận tải đến tận đây để tìm phóng viên Trà Hân làm việc đấy. Anh Minh tới đây á? Anh Minh á? Thân mật quá nhỉ. Này, nếu gọi đúng thì phải gọi là giám đốc Hoàng Minh đấy. Có thể anh ấy tới đài chỉ vì công việc, tôi không quan tâm. Chị quan tâm cũng được, không quan tâm cũng được. Nhưng con anh ta thì quan tâm đến chị đấy. Cậu bỏ cái kiểu gán ghép đi. Chào mọi người. Này, không nghe điện thoại à? Sao thế? Có tin nóng ở nhà máy điện, đi thôi. Ừ. Thì trai góa vợ, gái chơi chồng, tự do mà. Xong. Chúng tôi chính thức tuyên bố trạm biến áp công suất lớn nhất từ trước tới giờ và là trạm đầu tiên do anh em trong nhà máy lắp đặt từ A đến Z chính thức đi vào vận hành. Xin cảm ơn các nhà báo đã tham dự sự kiện này. Sao vậy? À, người quen đi mà. Xin chúc mừng. Chào anh ạ. Chào anh ạ. Chào anh ạ.
Xin cảm ơn các nhà báo. Dạ. Muốn hại chúng tôi à? Đường hỏng thế này mà họ chỉ vá víu có làm mới đâu. Ổ gà chưa hết đã xuất hiện ổ voi rồi. Việc này thuộc bên công ty vận tải phải không? Mà hôm qua cái ông giám đốc công ty đó vào tận phòng của lão Hinh để hỏi về cậu đấy. Đừng có mà nghe tin vịt. Vịt là vịt thế nào? Chính tớ đã vào phòng của lão Hinh và gặp ông ta ở đó. Hơi cứng tuổi nhưng phong độ đấy chứ. Đàn ông ấy à, phụ nữ chết như ruồi. Đến cậu còn nghĩ vậy, đừng nói là người khác. Một phần nào đó tớ thấy tay Vượng nói cũng đúng. Cậu có quyền tự do tìm hiểu mà. Tớ và anh Minh quen nhau từ năm 72 cơ, biết nhau đến chân tơ kẽ tóc, có gì mà tìm hiểu. Sao tớ lại không biết nhỉ? Tại vì có nhiều chuyện đáng để kể với cậu hơn. À, hóa ra chuyện này là chuyện không đáng kể cơ đấy. Thế còn người quen hôm nay? Khiếp, người gì mà... Lại gì nữa đây? Còn sao nữa? Cậu không thấy ánh mắt của chàng người quen ấy như muốn thiêu đốt cậu à? Đồ vô cảm. Cậu mắc bệnh tưởng từ bao giờ vậy? Hình như hai gã đó theo mình hay sao ấy. Giờ tớ công nhận cậu tinh thật đấy. Này, tớ có linh cảm không hay đâu. Chỉ được cái thần hồn nát thần tính. Bây giờ tôi đã mời nhà báo tới ghi hình. Quận băng ghi hình này sẽ được gửi lên huyện, lên thành phố. Tua lại cho chị. Đúng sai. Vâng. Được chưa ạ? Thôi chết, tớ giờ phải đi đón con trai rồi. Cậu cứ về trước đi, tớ dựng sơ theo kịch bản cũng được. Anh nên hiểu. Thôi, cậu về đi, cả bố con anh Hùng mong đấy. Đêm nay tớ sang dựng cũng được mà. Anh Hùng cho thằng Cún về ông bà rồi. Hôm nay được tự do. Ai bước xuống ước gì tớ có được một trong hai anh chàng của cậu để tâm sự thì hay biết mấy. Đồ quỷ, không sợ anh Hùng à? Cải thiện mà để cho chồng biết thì còn nói làm cái gì nữa. Không tán nữa, tớ về đây. Trở về điểm đầu cho chị với. Tôi đã mời nhà báo tới ghi hình. Được chưa ạ? Phát tiếp đi. Về nhá. Chống người thi hành công vụ hả? Cảnh này đúng không? Tôi chỉ chống lại sự sai trái. À, hóa ra ông nói đợi chị thi sai trái à? Này, đoảng thế này là cùng, bảo sao ế? Hình như là mùi thức ăn. Vân ơi! Hả? Định để thằng bé nhịn đói à? Già rồi mà. Tớ về trước nhá. Về nhá. Bài này khó quá, con không làm được bố ơi. Con nghỉ đi một lát rồi tí làm tiếp.
Đây con gái. Con xin bố. Nếu con thích ấy thì phải ngoan. Mỗi tuần bố sẽ mua cho con một gói nhá. Nhưng bố lấy đâu ra tiền? Tiền mua kẹo cho con thì bố có. Bố không cần phải đền con đâu, vì con chẳng thích ăn kẹo của mẹ chút nào. Bố không đền con mà bố mua cho con. Con đang làm gì đấy? Con để một gói cho anh Quý, một gói cho cô Hân. Này, con thích cô Hân lắm à? Vâng, vì cô ấy không giống mẹ ạ. Tại sao cô Hân lại không giống mẹ? Vì cô ấy hay đón con và nấu cơm cho cả nhà mình, lại còn nói chuyện với con nữa. Còn mẹ chỉ mắng con thôi. Con nghe này, cô Hân đã có gia đình. Con đừng làm phiền cô như ngày hôm nọ nữa nhé, được không? Tại sao con không được chơi với anh Quý ạ? Thủy này, con vẫn có thể chơi với anh Quý những lúc ở trường, nhưng con đừng làm phiền gia đình cô Hân. Bố anh Quý sẽ không thích. Anh Quý làm gì có bố ạ? Con đừng có nói linh tinh. Con nói thật, bố anh ấy vẫn còn đánh nhau, chưa về. Chắc là bố anh ấy là lính. Mà là lính hải quân đấy bố ạ. Anh Quý nói bố anh ấy sẽ trở về với một chiếc tàu thật to lớn. Thôi, con học bài tiếp đi. Để con đi chia kẹo nốt đã. Con để kẹo thế này thì chảy nước hết. Ngày mai bố sẽ mua cho anh Quý và cô Hân mỗi người một gói nhá. Bố hứa nhé. Bố hứa. Thì ra chồng cô ấy là liệt sĩ. Mình thật vô tâm. Các anh chị cho rằng tôi đã sai. Chúng tôi nghĩ đưa họ qua sông để về với gia đình vào thời khắc thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới thôi ạ. Đó là sự ấu trĩ, vô nguyên tắc. Chỉ vì ba người khách mà mất nguyên cả một chuyến phà. Như vậy chẳng phải là lãng phí hay sao? Tôi chẳng còn biết nghe ai nữa. Có ai nói gì khác à? Hồi Tết Kỷ Mùi vừa rồi, tôi có thực hiện một chuyến phà. Khi ấy thì có mấy bài báo đã biểu dương chúng tôi với tinh thần phục vụ hành khách. Như vậy, chúng tôi sai. Hay các nhà báo sai ạ? Thôi được rồi. Việc này tôi sẽ giải quyết sau. Sau khi tôi đi công tác về nhé. Tất cả về đi. Thôi đi. Báo cáo giám đốc, xe tới rồi ạ. Rồi, tôi xuống ngay đây. Alo, tôi nghe đây. Dạ, tôi là Bích Hậu, bạn của Trà Hân ạ. À, tôi là Hoàng Minh đây. Dạ, xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi chỉ muốn báo tin Trà Hân vừa bị tai nạn đêm qua ạ. Sao? Cô ấy có sao không? Dạ, hôm nay thì đỡ nhiều rồi ạ. Rồi. Vậy là tốt rồi. Nhưng mà cô ấy muốn anh vào thăm cô ấy. Ngay bây giờ ạ? Tôi phải ra sân bay ngay bây giờ. Tôi hiểu. Vâng, chào anh. Hmm.
thế mày không còn cái trò gì ngoài cái trò võ biển ấy à? Nhưng mà em tức, em và lão Hoạch đến tận nhà nó nịnh nọt nó, vậy mà nó còn tức không chịu được. Đường đường là một chủ tịch xã, tao đã phải xuống nước với con rành con ấy, tao còn bực gấp 10 lần mày. Nhưng có câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thế mà bây giờ chuyện chưa qua nổi một tháng mà mày đã ra tay rồi. Khác nào lấy ông tuổi ở bụi này, ha?